Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, kể từ ngày 15 tháng 8, các video làm về nội dung Auto Chat sẽ được phát hành 2 lần trong một ngày trên kênh Game Today vào 12 giờ trưa hàng ngày và 19 giờ tối hàng ngày. Anh em hãy chú ý theo dõi và đón xem anh em nhé. Phần đầu clip, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em Magic Chat King, anh em Vũ Trọng Tín, anh em Quân Chu, anh em Quang Minh Trần, anh em Quốc Phong, anh em Duy Bùi, bạn Hoài Anh Lê, anh em Nguyễn Đăng Hưng. Cảm ơn tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như đăng ký hội viên mới để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Sáng nay như đã hứa với bạn Dương Hương thì tôi sẽ làm lại cái bộ Ego Sheet anh em nhé. Trong cái video clip sáng nay thì tôi cũng đã chia sẻ rất kỹ về cái bộ Ego Sheet dành cho các anh em mới chơi rồi. Đấy, những cái ưu nhược điểm của nó, cách chơi, cách vận hành cũng như là cách lấy đồ, sức mạnh, tham minh của từng giai đoạn đã chia sẻ rất kỹ trong cái video clip sáng nay. Đấy, nên là anh em nào mà mới chơi mà chưa biết đến cái bộ Ego Sheet, chưa biết cách chơi bộ Ego Sheet và anh em muốn tìm hiểu về nó thì anh em có thể tìm cái video clip sáng nay để anh em xem nhá. Một cái video clip chia sẻ rất kỹ về cái bộ này. Đây là một trong những cái bộ mà cực kỳ dễ chơi, thậm chí phải nói là dễ chơi nhất ở trong game. Và nó cực kỳ phù hợp, cách chơi thì cực kỳ thân thiện với người chơi mới. Xếp đội hình thì chỉ cần mua những cái con Ego Sheet vào trong cái đội hình anh em thôi. Đấy, và có một cái nữa đấy chính là khi mà chúng ta chơi Ego Sheet ấy, nó hay ở cái chỗ là gì? Là nếu mà anh em thích chơi cái con đường là tăng cơ thì là anh em có thể chơi tăng cơ. Mà anh em thích là chơi theo cái con đường là đam đánh tay, anh em cũng có thể chơi đam đánh tay. Anh em chơi theo cái con đường là phép thuật thì anh em cũng có thể chơi phép thuật. Đấy, và nếu mà anh em chơi theo cái con đường là gọi đệ, đấy, triệu hồi cũng được luôn. Đó, phải thực sự nói là bộ này nó rất là hay luôn. Một cái line up thôi nhưng mà đánh được rất nhiều các cái phong cách khác nhau. Đấy, còn cái cách kết hợp thì nó cũng đơn giản, nó không có quá là phức tạp như những cái line up khác. Khi mà phải kết hợp với nhiều đội hình, nhiều hệ tộc khác nhau và chuyển bài nhiều những cái bài khác nhau ở trong một cái đội hình có nhiều hệ tộc thì cái bộ này nó không như thế. Bộ này chủ yếu nó đánh xoay quanh những con Ego Sheet thôi. Đấy, tuy nhiên là cái cách xây dựng vận hành đầu game ấy thì nó có thể là nó sẽ giống như những cái con game khác. Tức là anh em sẽ phải tận dụng được những cái con mà anh em được cho. Đấy. Như tôi ở trong trận đấu này anh em thấy là nó hoàn toàn bây giờ nó chưa là một cái gì nó là Ego Sheet cả. Đúng không? Và tôi đang tận dụng để có thể là xây dựng cái đội hình Ego Sheet trong tương lai. Đấy. Và sáng nay tại sao clip ban sáng lại chưa đủ mà phải có thêm một cái clip nữa? Thì cái clip này có thể là chúng ta thêm cái cách xây dựng là một này. Đấy, hay là anh em hiểu thêm về cách vận hành ở game ở giai đoạn đầu game. Tức là chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể xây dựng bất cứ một cái layout nào mà chúng ta muốn. Khi mà chúng ta thông thạo cái tất cả các layout thì anh em có thể xây dựng bất cứ cái layout nào từ những cái layout mà anh em được cho bài từ ban đầu nha anh em nhé. Như ở trận này thì tôi ra Greater sớm thì có thể là tôi sẽ dựa vào cái bộ Greater này, tôi xây dựng lên cái bộ Ego Sheet đấy, cho nó trơn tru. Tương lai là nó sẽ là Ego Sheet thôi. Nhưng mà đầu game thì bây giờ hiện tại chúng ta có bộ Greater. Một cái lý do nữa mà tôi muốn sản xuất thêm một cái video về cái bộ Ego Sheet này để dành tặng bạn Hương, đấy chính là tôi muốn là sẽ có một cái món quà đặc biệt để tặng bạn Hương. Một cái trận đấu mà nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn cái trận đấu sáng nay. Đây rồi, hai con Evil Knight này. Đây sẽ là cái con Ego Sheet đầu tiên mà tôi sử dụng ở trong cái đội hình của tôi. Đấy, bây giờ là chúng ta có hai con Du nhưng mà nó chưa lên được 2 sao, tôi sẽ thay vào bằng hai con Evil Knight anh em nhé. Đó, như này tôi nghĩ là sẽ khỏe hơn. Ok. Và tôi cũng xin có một cái lưu ý này dành cho các anh em mới chơi, là anh em đừng có nghĩ là những cái line up mà tôi giới thiệu cho các anh em mới chơi ấy, nó yếu nhá. Nó hoàn toàn nó không hề yếu. Nó chỉ dễ chơi để cho các anh em chơi cho nó dễ thôi. Đấy, chứ còn nếu mà anh em chơi hay ấy, thì một cái line up này nó có thể cân tất nha anh em nhá. Ego Sheet nó có thể cân tất. Thậm chí đến cái line up mà mạnh nhất ở trong meta này mà tôi giới thiệu cho anh em cách đây một vài video ấy, là cái line up ngũ long hóa hình ở cái thời đại 2.0 ấy, và cái line up Assassin kết hợp với cả Witcher ấy, nó gọi là cái line up tier S ở trong meta này nhá. Thì gặp cái bộ Ego Sheet ấy,
rất có thể là vẫn sẽ bị thua nha anh em nhá. Nếu mà anh em biết chơi Exit thì cái bộ Exit này là gần như là bây giờ là nó có thể là cân tất rồi. Còn cái việc mà nó có thể cân được những cái bộ lineup TS ở trong cái thời điểm hiện tại có hay không ấy, nó cân được hay không đấy, hay là thậm chí nhá, hay là thậm chí là như này, anh em có thể chơi Exit và anh em cân được cả những cái bộ lineup mà nó counter bộ Exit nữa ấy, thì đấy nó là phụ thuộc vào cái trình độ của người chơi anh em nhá. Tức là anh em cực kỳ thông thạo với bộ Exit này, thậm chí anh em còn có thể là cân được cả những cái lineup counter luôn, như là Shaman, như là Insectoid. Đấy, như là tôi đã chia sẻ ở cái video clip sáng nay là lineup Exit nó rất sợ hai bộ đấy. Thì nếu mà anh em chơi cái bộ này thông thạo ấy, là anh em thậm chí anh em còn gặp hai bộ đấy, anh em còn đấm cho hai cái bộ đấy nó sấp mặt cơ. Đấy, và cái này tôi cũng muốn nhắn gửi với bạn Hương luôn. Đấy là anh nghĩ là nếu mà em đam mê về cái bộ này, em hãy luyện cái bộ này. Thật sự đấy, anh chia sẻ thật sự. Em hãy luyện cái bộ này để em trở thành một cái chuyên gia. Lúc đấy thì em chỉ cần chơi bộ này thôi là em có thể cân tất nhá. Em cứ tin anh. Bộ này ấy là một trong những cái bộ mà mạnh nhất ở trong game đấy. Đấy, và để mà luyện đến cái tầng mà gọi là tầng 18 ấy, tầng cao nhất của cái bộ này ấy, thì em hãy xem anh thật là nhiều vào nhá. Bởi vì anh là cái người mà anh tự tin luôn là cái bộ này của anh là luyện đến cái tầng 18 rồi, kiểu gì cũng chơi được rồi nhá. Cứ tin ở anh, hãy tin anh như là em đã từng tin Hương nhá. Đấy rồi, hôm nay thì có thể là buổi chiều sẽ chơi theo một cái phong cách kiểu khác buổi sáng đi. Buổi sáng là chúng ta chơi 9 Exit dồn đồ cho cung đen đúng không? Sẽ lấy toàn những cái món đồ đánh tay cho cung đen thôi. Mà chơi đánh tay ấy, ở trong cái bộ Exit thì nó có mấy cái lineup cơ, chứ nó không phải là chỉ có 9 Exit đâu. Anh em có thể chơi là như ở trận đấu này nha, nó có chúa quỷ. Anh em có thể chơi là 6 Exit kết hợp với cả 4 Witcher dồn đồ cho cung đen. Đấy, và level 10 sẽ kẹp thêm con chúa quỷ vào, một trong những cái lineup TS đấy anh em ạ. Rất mạnh luôn. Cung đen khi mà lên 3 sao mà được chúa quỷ 2 sao là bắp đam ấy, thì nó có thể lên tới là gì, là tầm 2k đam anh em nhá. Đấy, những trận này là có thể chơi được cái bộ đấy. Tuy nhiên bây giờ tôi mới ra được một con cung đen thôi. Đấy, có thêm một quả trứng ở đây rồi. Thêm một quả trứng thì tất nhiên là tôi cũng sẽ không có đập quả trứng này cho con cung đen hay là đập quả trứng này cho con gấu đâu. Cái này từ từ đã anh em ạ, để xem là nó như nào. Đấy, dòng đời đưa đẩy chúng ta ra sao nhá anh em nhá. Đấy, con chuỗi này đương nhiên là tôi sẽ phải giữ rồi. Cố gắng làm nào có thể giữ cái chuỗi này lâu nhất có thể. Đấy. Anh em thấy không? Tức là khi mà chúng ta chơi ấy, thì nó có nhiều cái con đường mà nó dẫn đến cái kết quả. Nó là cái lineup mà chúng ta cần xây dựng. Đấy, có rất nhiều anh em YouTuber hay streamer chơi cái tựa game này, và mỗi người một phong cách, mỗi người một cái cách chơi, cách tư duy khác nhau, không có ai là xây dựng giống nhau cả. Đó, mỗi người một con đường. Đấy, mỗi người có một cái hay riêng. Thì anh em có thể là anh em xem tôi hôm nay, anh em tham khảo được cái cách xây dựng của tôi, nhưng mà anh em xem người khác, anh em lại có những cái cách xây dựng rất có thể là nó sẽ còn thông minh hơn, nó sẽ còn độc đáo hơn khi mà chuyển nó luột hơn. Ví dụ như là chơi qua Exit chẳng hạn, thì có những cái người là người ta sẽ chơi là chuyển từ Hunter sang 6 Hunter chẳng hạn. Hay là có những anh em là chơi theo cái kiểu là mua dần những cái con Exit đấy, xong rồi kết hợp với cả cái gì đấy làm nào để nó không mất máu đầu game quá nhiều, hoặc là nó có thể đánh chuỗi thắng, sau đó thì họ sẽ chuyển dần sang bộ 6 Exit sau. Chứ còn tôi thì tôi không khuyến khích các anh em là chơi theo cái lối là chơi Exit là chúng ta hoàn toàn chúng ta mua những cái con Exit, sau đó chúng ta chơi Eco, chúng ta chỉ chăm chăm vào mua mấy cái con Exit thôi, để đánh như thế nó tù người ra anh em ạ. Tôi nói thật với anh em cái điều đấy, anh em hãy tham khảo nhiều vào. Nhất là những cái chuyên gia về cái bộ đấy anh em nhá. Đấy, có rất nhiều những cái người là người ta chuyên gia, người ta chơi một bộ thôi, nhưng mà hoàn toàn là ở đây nó không phải là chơi theo cái lối là gọi là mất lão, cắm đầu cắm cổ vào là chơi một cái lineup mà chỉ mua những cái con tướng ở trong cái lineup đấy. Không, người ta xây dựng thông thạo đến cái mức độ mà người ta có thể chơi bất cứ cái lineup nào. Đấy là tức là người ta ngoài cái việc thông thạo cái bộ Exit ra, người ta cũng thông thạo những cái bộ khác nữa, nhưng mà người ta gọi là chuyên gia về cái bộ này. Tức là người ta xây dựng kiểu gì người ta cũng sẽ ra được cái bộ Exit, nhưng mà người ta sẽ xây dựng rất là linh hoạt ở trong cái giai đoạn đầu. Và cái xây dựng đấy ấy,
nhắc đi nhắc lại với anh em, đó là cái quan trọng nhất để mà nói lên được cái trình độ của mỗi người. Đấy thì nó là cái cách mà anh em bốc bài ra đầu game ấy. Đó. Cái cách bốc bài rất quan trọng. Nó khiến cho anh em có chuỗi. Nó khiến cho anh em có thể tận dụng được cái tài nguyên được cho. Và anh em không mất quá nhiều tiền. Anh em giữ được máu, giữ được tiền thì lết game anh em làm gì cũng dễ. Và nó sẽ có những cái trận đấu mà những cái anh em mà làm về YouTuber hay streamer đấy, sẽ có những cái trận đấu mà nó chuyển bài nó sẽ rất là hấp dẫn. Đấy, ngay từ cái giai đoạn đầu game rồi. Đây rồi. Đó, đến bây giờ nhá, nó mới ra cho tôi cái bộ Exit thực sự đấy. Chúng ta ở đây là chúng ta đang thiếu một con Exit nữa là đủ 6 con. Và đương nhiên là khi nào mà đủ 6 con thì tôi mới cho vào. Đấy, còn ở cái thời điểm hiện tại ấy, là tôi chưa cho vào anh em nhá. Tôi vẫn để như này. Rất là ok. Chúng ta vẫn có thể tận dụng được cái bộ Greater ở trong cái giai đoạn này. Hoàn toàn là có thể chơi được. Đấy, và bây giờ hiện tại là tôi lấy đồ ấy, là tôi cũng chưa biết là tôi chơi cái lineup Exit kiểu gì đâu nhá. Tức là cái kiểu lấy đồ như này này, là tí nữa là một là rèn hết xong chuyển sang đồ đánh tay nếu mà cung đen tiếp tục ra. Đấy, hai là gì? Hai là lấy đồ bắn trưởng luôn để chơi bắn trưởng, dồn đồ cho có thể là Thunder Split hoặc là già. Đấy, ba là gì? Ba là chúng ta sẽ ra cái đồ gì thì chơi cái đồ đấy. Đấy, cái đấy phụ thuộc vào tương lai nha anh em nhá. Như ở round này chúng ta ra một con Shadow Devil thì chúng ta có thể bán cái con này đi. Chúng ta mua con này. Con Thunder nó sẽ kết hợp với cái bộ Exit Mate. Đấy. Chúng ta có thể kết hợp với cả rồng, kết hợp với cả Mate được. Còn cái con nếu mà ra cái con Shadow này thì nó cũng kết hợp được luôn. Ở trong cái trận đấu này ngoài con chú quỷ ra nó còn có con kiếm hồn. Chính vì thế chúng ta có thể chơi là 4 Witcher kết hợp với 6 Exit ở tại ngay cái level 8. Khi mà chúng ta ra được kiếm hồn ấy, thì lên level 9 và level 10 có thể kẹp được là con Shadow 2 sao hoặc là con chú quỷ 2 sao. Thì cái đội hình nó cực kỳ mạnh mẽ luôn nếu mà chơi theo kiểu là Exit Witcher anh em nhá. Đấy, Exit Witcher mà ra được kiếm hồn thì nó sẽ rất mạnh ở trong cái trận này. Và có thể là nếu mà nó ra con Shadow Devil này thì tôi sẽ chơi cái bộ đấy đấy anh em ạ. Chúng ta sẽ hướng đến cái bộ đấy, cái bộ mạnh nhất ở trong game nha anh em nhá. Trong con game này luôn. Ok. Rồi. Tạm thời sẽ là như này đã. Chúng ta vẫn sẽ tận dụng cái bộ Greater để giữ cái chuỗi. Ok anh em nhá. Có cần lên 8 không nhỉ? Lên 8 đi. Rồi. Đồ này. Đồ thì rao này là chúng ta có cái giáp à. Thực ra ba món này đều chơi được. Tôi lấy cái giáp chống cấm đánh này, rồi chống boom. Rất là ok, tức là chúng ta có thể chơi bắn trưởng hoặc đánh tay nó đều rất là ok đấy. Rồi, gặp Hunter. Ok. Ua khả năng mất chuỗi không nhỉ? Chắc là vẫn ăn được thôi. Đội hình tương đối mạnh. Con heo gọi ra con cáo, đâm rất đau. Ok. Khá là khỏe đấy. Thunder này. Cho con Thunder này vào, cái lượng đam nó sẽ gây ra được nhiều hơn. Tôi nghĩ là vẫn sẽ giữ cái chuỗi thôi. Bộ Greater cái tầm này thì vẫn rất là ok, mới chơi được. Thực ra là bây giờ là đã có 5 con Exit rồi đấy. Thiếu một con. Thiếu một con không biết được mất chuỗi không. Exit thì nó có rất nhiều mà trận này không thấy ra đủ. 6 Exit dễ không mà, bình thường chơi ra dễ lắm. Ui đây này, gặp 6 Exit này, kẹp cung anh em ạ. 6 Exit kẹp cung vẫn thua. Greater này là sợ Exit. Ui nhưng mà từ từ đã, tại sao? Ôi rồi ôi anh em ơi, sai lầm rồi. Sai lầm chết người của Tuấn Cơm anh em ạ. Đây nó không phải là cái bộ Greater. Tôi cho cái con heo vào, thế là nó mất hệ. Chán đời thật sự. Bây giờ mới để ý ạ, thế tôi để cái con heo vào, thế là coi như là mất hệ Greater. Mất chuỗi Sida thế mà lại mất cho đúng cái thằng Exit chứ. Cái thằng mà đang tranh bài với tôi.
Thiếu một con Exit cay nhỉ. Quả mất chuối Sida quá. Đấy, chơi cái bộ Greater nhiều khi nó sẽ bị như thế anh em ạ. Không để ý phát là tèo ngay. Chúng ta chơi Greater là phải rất tập trung. Từng round một bỏ cái con gì vào là phải xem cẩn thận, xem là nó có trùng hệ tộc gì không. Đấy, như cái vừa rồi, cái round vừa rồi là tôi trùng một cái là toang ngay, mất chuỗi luôn. Mà nó lại đen cái chỗ là gì, mất chuỗi đúng vào cái thằng mà nó đang tranh bài với tôi. Ui, gặp thằng này cũng thua luôn này. Khỏe quá, chịu. Thôi, cái tầm này mất chuỗi rồi thì đánh ở level 8 nha anh em nhé. Để tôi roll level 8 xem có gì không. Trận này ra con đắt lét nhiều à. Ok, đắt lét nhiều đi chơi thôi. Sắp đến cái giai đoạn mà chúng ta phải chuyển sang là 6 Exit rồi. Và cái giai đoạn này ấy, thì chúng ta sẽ không quan tâm đến những cái con khác tộc nữa. Cái con mà khác tộc Exit thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không cần phải mua nha anh em nhá. Còn cái bộ Exit Witcher ấy thì bao giờ mà ra được kiếm hồn thì tính. Đấy. Và tôi phải khẳng định với anh em luôn là cái tầm này thì tôi lại đang có cái suy nghĩ lại rồi. Bởi vì làm sao cung đen đến cái tầm này mà chưa lên được 2 sao thì tôi đang có một cái dự định khác. Anh em ạ, trận này còn có Saman này. Là tí xa là chơi Saman. Cáo tờ đấy. Ok, đây rồi, đủ rồi anh em nhá. Đủ bộ cái là chuyển luôn. Cái bộ Exit này thì cứ đủ 6 con là chơi thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bốc tất cả nó đều là Exit vào hết. Và có thể là Hyperon luôn ở level 8 luôn. Full 2 sao. Rồi có tướng 3 sao rồi chơi. Trận này tôi đang tính cái con đường là sẽ chuyển sang là chơi Exit Tanker anh em ạ. Bây giờ là anh em thấy là những cái con mà nó thuộc hệ Tanker gồm có Evil Clan này, hay là con Dallet ấy, nó đang có cái triển vọng lên được 3 sao. Nên là tôi đang tính là chắc là chúng ta sẽ theo cái con đường là lấy đồ Tanker để dồn cho cái con Tanker. Lấy đồ châu bò dồn cho Tanker là một con tướng châu bò nhất có thể anh em nhá. Tướng coi như là tập đoàn sắc sống nhưng mà lại còn bất tử. Rồi, để xem nào. Không lấy được cái món đồ gì cả. Thôi random đi. Trận này khả năng là sẽ không chơi cung đen nên là sẽ không lấy cái diều pha lê nha anh em nhá. Trận này tôi sẽ dồn đồ cho, tôi nghĩ là một trong hai con Evil Clan hoặc Dallet thôi. Và trận này nó sẽ là một cái trận mà chúng ta sẽ phải đánh với cái nhà chơi Exit đấy anh em ạ. Sẽ có một cái nhà khác chơi Exit. Và ý đồ ở đây có thể là đang là Hyperon ở level thấp để kiếm cái con cung đen 3 sao. Bởi vì tôi thấy ở đây là họ đang dồn đồ cho cung đen và họ đang kẹp 3 Hunter có lùn, đấy, có súng. Nên là khả năng là chúng ta sẽ phải đánh với một cái bộ là Exit đánh tay đấy. Dồn đồ là đám tay vật lý. Đó. Và tương lai ấy, tôi nghĩ là nếu mà cái kiểu chơi đấy thì tương lai nó sẽ là Exit Witcher kết hợp với cả chúa quỷ. Rất mạnh đấy nha. Đối thủ không hề dễ nhằn đâu. Thậm chí là không phải là chỉ có 2 người mà có tới 3 người chơi Exit luôn. Trận này sao tự nhiên nhiều người chơi Exit nhỉ. Thề không phải tin nổi luôn đấy. Tôi cứ nghĩ là một mình tôi chơi thôi chứ sao lại có nhiều người chơi đến như thế. Thế là điểm qua là có 3 người chơi rồi. Mà nên nhớ là trận này nhiều Exit ấy thì cái thằng là Lisa kia ấy, là phải cẩn thận. Là Lisa chơi Saman đấy. Mà trận này nhá là nó có 6 Saman đấy nhá. Trận này có 6 Saman đấy. Có mèo 5 đô nhá. Thế nên là mấy cái ông Exit cứ tranh bài của nhau đi rồi tất cả xuống hố. Thế không hiểu sao cái bộ này lại có người chơi ạ. Lúc đầu tôi cứ ngỡ là một mình tôi chơi cái bộ này thôi chứ. Thế mà cuối cùng là bây giờ là 3 người chơi. Cùng lắm là 2 người chứ làm gì mà lắm đấy nhở. Thế mà cái thằng này nó cứ soi tôi thôi. Hay là vì là tôi chơi Exit và bọn nó chơi.
Có phải không? Có bao giờ là như thế không? Có bao giờ là vì là tôi chơi Exit và bọn nó cũng đâm theo cái bộ này không nhỉ? Ảo ma Clara thật. Ui, trận này hai thằng Saman cơ à? Thằng Trung Quốc cũng Saman luôn anh em ạ. Nhưng mà không sao. Như tôi có chia sẻ với anh em lúc đầu chơi bộ Exit ấy, là cái bộ Exit nó sợ bộ Saman đúng không? Đấy, nhưng mà với những cái người mà thông thạo 10 đánh ở cái tầng 18 của bộ Exit ấy thì cũng không sợ Saman lắm đâu anh em nhá. Mà nhất là khi mà tôi đã biết là cái giai đoạn đầu ấy là có người chơi Saman, là tôi đã bắt đầu tôi chuyển dần sang là đánh tăng cơ rồi. Exit tăng cơ hoàn toàn không sợ là Saman nhá anh em nhá. Tôi sẽ chứng minh cho anh em thấy là trận này thậm chí chúng ta có thể đấm Saman ngược lại luôn. Chuyên gia chơi nó phải khác chứ đúng không anh em? Nói thật với anh em là để mà luyện được cái tầng này thì cũng phải chơi khá nhiều rồi, cái bộ này rồi. Đấy, thông thạo lắm rồi. Tức là khi mà mình biết được cái đối thủ ấy, nó là cái dạng gì, cái dạng đội hình gì, counter chúng ta như nào, thì chúng ta biết đường chúng ta xoay sang cái lineup. Nó vẫn là cái lineup này thôi, nhưng mà có thể đấm được. Nhưng anh em, trận này có 5 dòng 9 mét luôn này. Không sao. Tất cả nó coi như là ok hết luôn. Cân được cái bộ mét luôn nha anh em nhá, yên tâm. Bây giờ thì thua thì là đương nhiên, bởi vì bây giờ chúng ta chưa form được. Đấy, nhưng mà lên 9 có cái mục đích của nó là gì? Chuẩn bị nó sẽ là 9 Exit. Và cái lúc mà 9 Exit ấy thì là sẽ cân được thôi anh em nhá, không sợ. Rồi, pick thêm con này vào. Roll bằng được đủ 9 Exit thì thôi. Đây, rồi đủ nhá anh em nhá. Đủ 9 Exit rồi. Thôi bỏ con này đi, trận này không chơi Witcher được đâu. Khi mà con cung đen ấy nó không lên được 2 sao, 3 sao thì chúng ta bỏ luôn cái tư tưởng chơi Witcher đi. Đấy, bây giờ là tôi đủ 9 Exit rồi. Là bây giờ tôi chỉ có đánh ở level 9 này, tôi roll 3 sao thôi. Đây, gặp thằng Phúc Hoàng này. Đấy, thằng Phúc Hoàng vẫn giữ được cái quan điểm của nó, đấy chính là kẹp lùn vào với bộ 6 Exit và 3 Hunter. Rất mạnh đấy nhá, không yếu đâu nhá. Rất mạnh luôn đấy. Con cung đèn trâu thế nhở. Ủa, thật đấy, thấy luôn. Ủa, bắn kìa. Bắn vãi đài luôn ạ. Thật. Trông nó bắn kìa. Thấy không? Khỏe không? Cung đèn lên được 2 sao rồi đấy nhá. Kẹp với 3 Hunter thôi mà đến được lao 25 rồi này. Giữ chuối được cộng 8. Cái cách xây dựng này nó sẽ giống cái video clip sáng nay mà tôi chia sẻ với anh em. Đấy, các anh em mới chơi, anh em có thể tìm cái video clip sáng nay anh em nhá. Nó sẽ nói rõ về cách chơi cái bộ này mà chơi kiểu đam vật lý. Còn ở trong cái video clip buổi tối nay thì tôi không có ra con cung đen, nên chúng ta không chơi được cái kiểu đấy anh em nhá. Nhưng mà không sao, đây nó sẽ là một cái cách khác. Và anh em xem, anh em tham khảo, anh em sẽ biết cái lối chơi của cái bộ này nó sẽ rất hay. Nó có cái nhiều cái kiểu chơi. Đấy, và chúng ta có thể so sánh cái sức mạnh của đội hình mà tôi đang build, tôi đang xây dựng đây. Anh em so sánh với cái thằng kia, cái thằng Phúc Hoàng ấy, để xem là cái đội hình nào nó mạnh hơn anh em nhá. Đội hình nào cũng sẽ có counter thôi. Vấn đề là chúng ta có thông thạo ở bộ đấy hay không. Ok, trận này sẽ phải đánh với Nam đánh tay, nên tôi sẽ lấy cái cấm đánh. Tương lai ấy, nó sẽ còn là cái món đồ gì nữa? Nó sẽ là cái cầu vực thảm nữa anh em nhá. Rồi, bây giờ tôi sẽ đổi cái món đồ cam đầu tiên. Ok. Bây giờ chúng ta chơi là hệ tăng cơ. Chúng ta có hai lựa chọn, một là cái búa sét, hai là cái khiên thiên thể. Nếu mà chúng ta chơi tăng cơ, tôi nghĩ là sẽ là cái khiên thiên thể, nó sẽ là cái lựa chọn hàng đầu. Chúng ta chơi tăng cơ mà, đúng không? Ok, rồi, thôn tiếp. Ok, thế là ngon rồi. Rồi, quả trứng đây. Vậy là còn một con Dalet nữa thôi, là chúng ta có thể lên được 3 sao. Sẽ roll ở level 9 thôi anh em nhé. Lên 3 sao thì mới có cái ý định ở lên 10. Còn không là chúng ta sẽ đánh ở level 9 luôn. Đây rồi, 5 rồng 9 mét đây rồi. Anh em thấy chưa, trâu chưa? Có thể đánh ngược lại được luôn đấy. 5 rồng 6 mét, không phải 9 mét. Sorry anh em.
Đấy, chơi được 5 rồng nhá. Thấy chưa, thấy chưa, khỏe chưa? Chơi kiểu tăng cơ này là có thể đấm được 5 rồng luôn. Nhưng mà cái thằng Phúc Hoàng nó khỏe quá rồi. Thậm chí nó còn đấm được cả thằng Saman kìa anh em kìa. Căng quá nhờ. Lên được level 9 rồi anh em ạ. Lên được level 9, chuối cộng 9. Quá căng luôn. Cái đội hình này nếu mà chúng ta giữ ấy, thì chúng ta sẽ không ăn được thằng Phúc Hoàng đâu nhá anh em nhá. Tôi chỉ giữ để tôi ăn những cái thằng khác thôi. Hiện tại là để như này để giữ máu với những cái thằng khác. Còn với cái thằng Phúc Hoàng nó chơi cùng bộ Exit, nên là chúng ta chơi 6 Exit hay là 9 Exit ấy, thì nói tóm lại ấy, là nó cũng như nhau, nó cũng không khác gì nhau anh em nhá. Đó, nên là để mà chơi được cái thằng Phúc Hoàng thì chúng ta sẽ phải chuyển bài. Nhưng mà cái câu chuyện đấy nó sẽ là late game. Tôi sẽ hướng dẫn các anh em chuyển bài làm nào để ăn được thằng Phúc Hoàng. Còn bây giờ ấy, chúng ta phải lo cho cái thân chúng ta đã. Làm nào để sống sót qua những cái thằng Saman này đã anh em ạ. Trận này nên nhớ là có hai thằng Saman nhá. Thằng Trung Quốc và cái thằng là tí xa kìa. Đấy, và một cái thằng năm rồng nữa. Anh em có thể thấy là một thằng Exit đã đi rồi đấy. Thằng Exit gặp mấy cái thằng 6 Saman này là nó đi nhanh lắm anh em ạ. Anh em thấy không? Nhưng mà tôi ấy, anh em thấy này, tôi gặp 6 Saman tôi cũng không mất nhiều máu, thậm chí tôi còn đấm ngược lại nó luôn. Đấy, thấy chưa? Khi mà anh em xây dựng chuẩn, anh em có thể ăn được cả cái bộ mà anh em bị counter luôn. Rồi. Một con tắt hết nữa thôi. Ra đi nào. Cố lên, cố lên, cố lên. Ủa, từ từ nhá, thế này thì không, 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 tôi sẽ roll tiếp. Đây rồi. Đập trứng cho đắt nét đã này. Hai quả trứng còn lại ấy, chúng ta sẽ để dành. Bán con này đi. Tôi sẽ để dành cho ác mộng anh em nhá. Quả trứng còn lại tôi sẽ để dành cho ác mộng. Chín Guardian này, không thành vấn đề luôn anh em ơi. Ui rồi ui, đẩy nhiều đấy. Đi luôn, dã man chưa. Gặp 9 Guardian đẩy nó 31 máu luôn. Rồi, lần lượt là các cái đối thủ sẽ đi hết thôi. Ơ, thằng Phu Hoàng mất chuỗi rồi kìa. Thằng Phu Hoàng mất chuỗi rồi. Mất chuỗi cho thằng Lâm Rồng ạ, thề. Thằng Lâm Rồng sắp đi rồi còn mất chuỗi cho nó nữa. Chịu thật đấy. Thằng Lâm Rồng tôi nói thật với anh em là không thọ được một round ở đâu. Gặp Saman là đi thôi. Sớm muộn gì thì cũng đi. Anh em thấy cái thằng Trung Quốc không? Thằng Trung Quốc cũng chơi 6 Saman ấy. Mà nó gặp cái thằng 6 Saman kia nó bị đẩy chết đi kìa. Đấy, 6 Saman rồi cũng là top 5. Ok. Rồi, còn hai nhà Exit, một nhà Saman và một nhà Lâm Rồng nữa. Lâm Rồng thì chắc chắn là sẽ đi rồi. Lâm Rồng không thọ đâu. Chúng ta sẽ đánh với cả Saman và Exit late game thôi anh em ạ. Saman thì chắc chắn là nó sẽ còn rất là khỏe. Nên là cái thằng ra đi tiếp theo nó sẽ là cái thằng này thôi. Thằng này nó ăn được cái thằng Phúc Hoàng mà nó không ăn được tôi này anh em này, thấy không? Tôi trầu lắm anh em ạ. Rồi đập một phát con già chết luôn. Đấy, chúng ta có thể chơi theo cái lối chơi này nhá anh em nhá. Anh em có thể tham khảo cái lối chơi này. Mà nhất là Hương nhá. Hương mà xem anh chơi Exit là Hương tìm đúng thầy đấy. Anh nói thật, riêng Hương nếu mà đã chơi Exit ý là phải tìm chuyên gia. Bởi vì em rất là thích chơi Exit. Mà em chơi cái bộ Exit ý, em cũng đã là chuyên gia, đã từng là chuyên gia rồi đúng không? Anh ngày trước em toàn chơi cái bộ này mà. Đấy là bây giờ mà em cần có một cái người để có thể hướng dẫn em cái bộ này thì chắc chắn nó đấy là anh. Đấy, anh khẳng định với em luôn. Em tìm là đúng thầy đấy Hương nhá. Đấy, chứ còn làm gì có người thầy nào mà học trò chỉ có muốn tìm hiểu một video clip thôi. Thì thầy làm cho quả hai video clip. Em khuyến mại luôn thêm một video clip nữa luôn. Thậm chí nhá là nếu mà vui đấy, ngày mai anh lại làm thêm một video clip nữa tặng em. Nhá Hương nhá, yên tâm. Hôm nay là chơi kiểu tăng cơ đúng không? Đấy, sáng nay là đánh đam vật lý đúng không? Sáng mai làm thêm bộ bắn trưởng đi. Đấy, cho nó đủ bộ. Tôi nói thật, xem xong cái tuyển tập Exit của tôi ấy, không chỉ có riêng Hương đâu, mà tôi nghĩ là tất cả anh em ấy mà còn đang chấp chơi cái bộ này chưa biết chơi như nào ấy, anh em thành chuyên gia hết. Anh em có tin được không? Ờ, thì anh em không tin anh em thử xem. Anh em mà không thử thì làm sao mà anh em biết được. Đấy, tôi cứ nói cái điều đấy ra nhá. Anh em thử đi.
anh em thử đi rồi biết đâu anh em lại thành chuyên gia. Ồ, quả này ra cái đồ này à? Không sao, vẫn chơi được nha anh em nhá. Ra đồ Kira. Vậy là chúng ta sẽ có một cái chuyển khác. Được rồi, ok. Cái món đồ này là cái món đồ mà tôi không nghĩ là nó sẽ rơi ra. Nhưng mà nếu mà nó rơi ra ấy, chúng ta sẽ có một cái kiểu chơi để có thể top 1 được cái trận này. Được. Không sao. Kiểu gì cũng chơi được mà. Nói chung là nó linh hoạt lắm anh em ạ. Rơi vào cái tầm thông thạo lên tới tầng 18 rồi, kiểu gì cũng chơi được. Đấy, thằng này là nó đang cố gắng nó roll cái con cung đen để nó chơi với cái bộ ấy này, cái bộ Witcher này. Nhưng mà tầm này bị tôi đấm này. Trời ơi, đấm căng luôn, còn 7 máu anh em ạ. Cung đen chưa lên được 3 sao. Đấm đi nó luôn được không? Đấm đi luôn đi, không là hậu họa về sau đấy. Tốt nhất là nên đấm chết nó luôn. Đừng để nó coi như là nó sống sót, không là tương lai là nó là hậu họa đấy. Rồi đổi thêm một cái món đồ cam tiếp theo anh em nhé. Tí nữa thì ấn nhầm, sợ thế. Rồi. Vương miệng rực rỡ luôn. Ok. Counter những cái thằng đánh tay. Thằng Saman liệu có kết liễu thằng Phúc Hoàng không nhỉ? Đây rồi, gặp Saman đây rồi. Vô tư bạn ơi, 6 Saman bây giờ tầm này vô tư rồi. Này còn úp lồng rồi chứ. Ok. Lấy cái cửa gì ăn? Lấy cái cửa gì ăn bạn ơi. 6 Saman với chúng tôi. Ôi giời ơi, 6 Saman. Không thể giết nổi cái con này. Quá trâu anh em ạ. 6 Saman 40 Telit. Hộ cái bạn ơi. Hộ cái. Thậm chí nhá, cái thằng Saman ấy bây giờ nó còn không giết được cái thằng Phúc Hoàng cơ anh em ạ. Đấy, cái tầm này là late game rồi, làm gì mà Saman nó ăn được Aegis nữa đâu. Aegis Witcher rồi. Aegis Witcher rồi anh em ạ. Không kết liễu nổi, quá thất vọng với cái bộ Saman luôn. Thề, thất vọng thế nhờ. Thế là lại phải tự mình tiêu diệt à? Tự mình xử lý à? Tất cả cái gì rồi cuối cùng cũng đến tay tôi là sao? Chán thật. Cuối cùng là cái gì cũng đến tay mình. Ok. Thôi cung đen bỏ qua đi. Muốn kết liễu cái thằng Phúc Hoàng quá anh em ạ. Thực ra không phải là mình vội đâu, mà là nó là phải kết liễu sớm ấy. Không tí nữa mà nó ra chúa quỷ cung đen 3 sao khó chơi lắm anh em ạ. Đây này, cung đen 3 sao rồi này. Trời ơi, cung đen 3 sao rồi. Bắt đầu khó chơi rồi anh em ơi. Đấm chết được nó không? Phải đấm chết nó, phải đấm chết nó. Ui nó đập đau phết đấy anh em ạ. Ui đồ này thế giới anh em ạ. Hỏng rồi. Cái này thì, nhưng mà đây nó là bản sao. Đây là bản sao. Trời ơi, thằng này may thế nhờ, thằng này hên thế. Nó gặp bản sao của tôi anh em ạ. Nhưng mà 7 máu chắc nó cũng chưa đi được. Hai đồ thế giới luôn. Hút máu cuối. Búa sét, BKB. Thề chứ cái thằng Saman bây giờ nó là cái thằng thua cả hai ạ. Quá thất vọng luôn. Exit Witcher rồi, mạnh rồi. Không kết liễu nữa rồi. Tôi cũng chả kết liễu được. Bây giờ là round này là chắc chắn là nó chỉ lọt một con thôi thì nó vẫn sống anh em ạ. Vãi đái thật. Lọt một con thì con này mất 5 máu. Còn 2 máu lật kèo ạ. Thề. Liệu rằng nó có 2 máú lật kèo không nhỉ? Bởi vì sau round 35 ấy, nó lại có thêm một món đồ cam nữa. Và khả năng món đồ cam tiếp theo nó sẽ là cái bất diệt. Khó chơi đấy. Có bất diệt khó chơi phết đấy anh em ạ. Được không? Bắn đau không kìa? Ui mẹ ơi vãi đái. Con cung đen gần như nó bắn một phát một con. Và cái chính là nó có cái hồi máu ấy. Hỏng rồi, cái con này nó giải tán nó cũng nhanh. Bởi vì nó có cái búa sét.
Ui tôi bị mất chuỗi với cái thằng Saman kìa. Điều cung đen có búa xét có hai tia, clear nhanh thật đấy. Solo round này chắc đẩy nó còn hai máu. Có BKB. Ui lại hồi kìa. Vãi đái hồi. Ui hồi mạnh thế. Bắn hồi khỏe đấy nhở. Có phần thua không? Chắc là không. Rồi. Còn hai máu. Hai máu này bây giờ sau ra 35 nó thêm món cam nữa, nó lật đúng nhở. Sợ thế nhở. Sợ thật đấy. Thôi chuyển luôn nha anh em nhá. Là này bán Exit đi. 6 lóc anh em ạ. Được chưa? 6 Exit, 6 Glock. Đánh ở level 10. Phải như này. Như này chúng ta sẽ có Bukira nữa luôn. Bởi vì thực ra đông cũng có làm gì đâu mà. Đông thì cũng bọn nó clear nhanh lắm. Cái thằng này nó clear nhanh, nó cũng không giải quyết được vấn đề lắm. Tầm này thôi để cái này khỏe hơn. Đánh với cả Saman, đấm Saman luôn. Búa bình minh được. Tiếp cận sau đó là choáng nó. Không cho nó bắn. Bỏ cái gì đấy? Tôi nghĩ sẽ bỏ cái giáp ra anh em ạ. Cái giáp, cái con này nó bị cấm đánh nó cũng không sao. Con này bị cấm đánh không sao đâu. Đồ con này dồn cho con ác mộng à. Tí nữa tôi sẽ lùi con ác mộng lên 3 sao nữa. Ok, đây để như này đi. Để lại một chút mấy cái con Exit ở ngoài. Nó sẽ đỡ bị trừ máu, nó sẽ đỡ bị chia đôi máu. Ok, lên được 3 sao này. 3 sao rồi cho con này nuốt. Rồi, gặp Saman. Dash 2 à? À, bây giờ là đã phải chuyển bài rồi. Vừa lấy chắc là nó chuyển sang Dash 2 là mới ăn được tôi đấy. Ăn được không? Không ăn được. Tôi 6 Warlock rồi. Ê, cũng căng đấy nhở. Ui, Dash 2 lắm đồ ấy. Phun thủ luôn. Chắc hòa. Đằng này cũng khó có thể ăn được. Hòa thôi, nhưng mà cũng không thua đâu. Con đam, con đát này nó gây đam thì nói chung là nó cũng sẽ không thể gây đam được chết cái con hai con này đâu. Con này lượng máu rất lớn mà nó hồi được. Đằng này hòa thôi. Phúc Hoàng này đấm được. Phúc Hoàng này đấm được thằng Saman này. Tôi phải kết liễu ở Phúc Hoàng rau này thôi. Cố gắng kết liễu ở Phúc Hoàng rau này. Còn một con ác mộng nữa, run lốt đi. Tí nữa khi mà cái con Evil Knight nó lên được 3 sao tôi sẽ thay cho con bọ nha anh em nhé. Đây rồi. À nó bắt tôi ạ. Nó kéo tôi sang, nó swap sang. Căng nhờ. Nó lấy cái con swap, nó swap cái con tướng cỏ tôi sang. Rồi đấm nó, đấm chết nó. Này thì swap này. Mày chết chết, ôi nhưng mà đây là cái bóng anh em ạ. Thằng này hên đấy nhờ. Ôi rồi sao này nó hên thế. Nó vẫn chưa gặp tôi. Nó vẫn chưa gặp tôi anh em ạ. Thề. Nhiều khi cái đao mà nó không gặp tôi thì nó bị tôi đấm. Nhưng mà đến lúc mà nó gặp tôi thật ý, thì nó lại sống cơ. Nó lại như thế cơ. Có nên dồn đồ cho ác mộng không nhỉ?
Ác mộng 3 sao à? Ác mộng lên 3 sao có vẻ ngon hơn đấy. Vì nó còn được hưởng Warlock nữa anh em ạ. Được hưởng Warlock nữa. Ok. Được không? Không ổn rồi. Dồn đồ cho ác mộng không ổn. Chúng ta sẽ phải dồn đồ cho con Danlet thôi. Con ác mộng này gây đam yếu á. Không ăn thua. Còn hai máu kìa, có giết được không? Ác mộng này không phải là ác mộng God. Ác mộng này là ác mộng kiểu đánh bình thường thôi. Kết hợp với 6 Warlock, 6 Exorcist thôi. Không phải God ác mộng. Không ăn được. Căng nhà. Căng đấy, căng đấy, căng đấy. Căng đấy. Bây giờ lại ra con kiếm hồn nhưng mà thực sự là cũng chả để làm gì. Tầm này không chơi bằng kiếm hồn nữa rồi. Không chơi Witcher nữa rồi. Tôi đang tính xem có nên chuyển God không. Để như này đi. Nếu mà không ăn được có thể chúng ta chuyển sang God đấy anh em ạ. Chuyển sang God. Đánh God Warlock anh em nhé. God Warlock. God Warlock sẽ đấm được. God Warlock sẽ đấm được. Nhưng mà từ từ đã. Phải xong cái thằng này đã rồi mới tính. Ủa đát 2. Đát 2 khỏe thế nhở. 6 Saman kẹp với đát 2. Kẹp với cả con Bad Omen. Thằng này nó cũng sẽ chết từ từ thôi anh em ạ. Trận này là một cái trận đấu rất căng thẳng nhá, cực tình luôn. Giữa ba nhà như là một cái trận đấu ở cái thế Tam Quốc vậy. Tam Quốc phân tranh. Thằng nào cũng có thể ra đi. Tất nhiên là tôi đang đứng ở cái vị trí rất là an toàn với lượng máu khá là nhiều. Do đầu game chơi rất là hay đúng không? Chỉ có thế thôi. Chỉ có thể giải thích là như thế thôi. Đánh rất là hay, giữ được nhiều máu. Bây giờ tầm này vẫn rất là ok. Còn hai thằng kia thì nó chắc là tranh nhau cái top dưới. Khả năng là Saman đi trước anh em ạ. Tôi nghĩ là sẽ là như thế. Ra 40 luôn rồi. Càng kéo về late game thì cái thằng Witcher nó càng mạnh đấy nhá anh em nhá. Witcher nó sẽ càng mạnh đấy. Càng kéo late game thì nó sẽ lên được 10. Nó sẽ tìm được con chúa quỷ. Và thậm chí là chúa quỷ 2 sao. Và cái lượng đồ trên người ở cái con cung đen ấy, nó sẽ càng ngày nó sẽ càng nhiều món cam. Đấy. Cái bộ đấy là cái bộ đánh siêu lết đấy anh em ạ. Exorcist Witcher đánh siêu lết cực kỳ khỏe. Đúa phán xét à? Tôi nghĩ là không. Đan đầm thôi. Cái đứa phán xét này không dùng được. Không đủ đam đâu. Bây giờ anh em biết là chúng ta cần gì không? Chúng ta cần trâu. Càng trâu càng tốt. Khi mà chúng ta trâu ấy, chúng ta sẽ có khả năng tiêu diệt được đối thủ bằng cách phản đòn. Đam của nó to nhưng mà máu của nó mỏng anh em ạ. Chỉ cần chúng ta đủ một cái lượng máu thôi ấy, là chúng ta có thể phản chết được nó. Anh em yên tâm. Tôi chơi cái bộ này thông thạo lắm rồi. Cả hai bộ luôn. Cả cái bộ này này. Cái bộ mà dồn đồ tăng cơ này này. Và cái bộ mà dồn đồ cho cái con Exorcist Ranger làm co đam tay rồi à. Là đều chơi rất là kỹ rồi. Bây giờ chỉ cần một... Đấy anh em thấy chưa. Tôi nói có sai đâu. Chỉ cần là nó phản đúng một lần thôi là chết luôn anh em ạ. Đam nó to. Đam nó to mà máu nó bé. Đúng một phát phản thôi là chết. Hay ông. Quá hay. Rồi. Không sao nha anh em nhá. Được. Chỉ cần chúng ta đủ máu để chịu được thôi. Chú quỷ này. Đây là ôm không cho nó mua ấy. Chứ không phải là tôi chơi đâu. Tôi ôm luôn. Ôm chú quỷ, ôm kiếm hồn luôn.
không cho bọn nó mua. Rồi, ở đây anh em cũng có thể thấy là chúng ta gặp cái bộ Saman là bây giờ cái tầm này là ăn được rồi. Từ lấy giờ chưa thua Saman một round nào đúng không? Đấy, từ khi chuyển sang 6 Warlock là chưa thua round nào luôn. Chỉ có hoa hoặc thắng thôi. Round này nó biến đẹp, nó biến ra là con Dark Spirit 3 sao kìa. Nên là round này khả năng là nó sẽ là hòa. Chỉ có hòa hoặc là thắng thôi mà, còn không thua đâu. Thậm chí round này thắng. Có bất diệt luôn. Có bất diệt thì cũng đi thôi. Nhưng mà bên kia tôi lại thua anh em ạ. Bỏ con này ra nhá. Thực ra chúng ta vẫn còn một cách nữa. Trận này là có Sasori, có múa rối. Có thể chuyển về cái bộ Sasori được. Sasori tầm này nhá, nó sẽ không thể nào có thể rèn được cái bùa đâu. Đây, chuẩn bị sẵn luôn. Tí nữa nhưng mà 6 Warlock mà không ăn thua, 6 Warlock God không ăn thua, chuyển sang Sasori cướp bài luôn. Chỉ cần cướp được con cung đen là nó đi thôi mà. Ok, ok. Rồi, được rồi, để xem, để xem, để xem. Nào, phản đế, phản đế. Đấy, anh em thấy chưa? Mày đam to, mày đam to, mày chết chưa? Hai máu là đi rồi anh em ạ. Nào này đẩy nó 4 con lọt luôn. Quá tuyệt vời. Thậm chí là chúng ta không cần phải chuyển sang 6 Warlock God. Cũng như là chúng ta không cần phải chuyển sang trộm chó nữa rồi. Thực sự là bộ Aegis này tuyệt vời thật đấy anh em ạ. Rất hay luôn đấy nhá. Anh em xem cái trận này, tôi đảm bảo với anh em luôn là cái trận này nó sẽ truyền cảm hứng cho anh em đam mê cái bộ này luôn. Và đặc biệt là em Dương Thanh Hương, chắc chắn là với một cái người đã đam mê sẵn rồi, thích cái bộ Aegis sẵn rồi, thì xem xong cái trận này chắc chắn là sẽ phải là làm một trận. Ít nhất là làm một trận, vào game làm trận đã. Đúng không? Đấy, có gì thì comment dưới cái video clip này Hương nhá. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian, anh em có thể chọn ngay clip bên trái để xem cái bộ Aegis nhưng mà đánh tay nó mạnh cái cỡ như nào anh em nhé. Trong cái video đó tôi chia sẻ tất tần tật về cái bộ Aegis. Anh em xem xong là anh em biết chơi luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem siêu phẩm ngày hôm qua của tôi. Một trong những cái lobby mà phải thực sự là rất gắt. Nó cũng giống như cái trận đấu này vậy. Rất hay và kịch tính ngay từ cái thời điểm ban đầu. Đảm bảo sẽ không làm cho bất cứ anh em nào thất vọng đâu. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như ở link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.